chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh chú khủng long đang chơi đùa nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với nào. Sẽ tô chú khủng long này màu cam. Vương Chiêu Sơn à? Phải Vương Chiêu Sơn hay Vương gì Sơn? Mình gần đây Triệu có sao ấy. Chúng viết cả hai ra xuống dòng viết viết thứ loại thứ hai ghi một cái nhé. Hay mở ngoặc mẹ Enter là chúng ta đúng không? Ừ.